Chỉ 29k trên cái, an toàn cả mùa dịch cho gia đình. Kính chống giọt bắn phòng dịch bảo hộ full face, trong suốt. Kính mặt nạ chống giọt bắn từ COVID-19, chống bụi, gió, kiểu thời trang. Chống giọt bắn từ miệng ra, chống bụi, khói. Chống sương mù, không hấp hơi ngược. Bảo vệ mắt khi lái xe gắn máy. Mắt kính không độ, không gợn sóng, không gây chóng mặt cho người sử dụng. An toàn nhưng vẫn đẹp. 29k trên cái khi lấy từ 10 cái. 9 lợi ích tấm chắn chống giọt bắn phòng dịch với các loại khẩu trang và mặt nạ phòng dịch khác. Chất liệu polycarbonate, nhựa trong suốt cao cấp. Kiểu dáng cong thời trang, ôm che toàn bộ khuôn mặt, không bị thừa quá nhiều như các loại khác. Đeo vừa vặn, thoải mái khi làm việc, đi du lịch, vận động thể thao. Có khả năng chống bụi, chống các tia UV, UB, vi khuẩn lên tới 99,99%. Có khả năng chống giọt bắn, dầu ăn, nước. Đặc biệt, sử dụng công nghệ mới của UVX với lớp Antifog chống đọng xương tuyệt đối. Bảo vệ mắt, vùng mặt khi ở các môi trường lao động nguy hiểm cho mắt, mũi, mặt. Mắt kính không độ, không bị lóa, trong suốt. Lớp chống trầy xước Anti-Crack, an toàn khi sử dụng, thẩm mỹ khi giao tiếp hoặc giao dịch nơi đông người. Sản phẩm gồm có combo 1 kính chống giọt bắn, 1 gọng, giao hàng toàn quốc, free ship khi mua từ 20 kính, sẵn hàng tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Cách thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để có những sản phẩm tốt nhất, giá cả hợp lý nhất và dịch vụ sau bán hàng.